Bữa nay đi làm về thì lấy xe vô Trần chạy vòng vòng. Trời mát quá mà. Đường xá quá đẹp luôn. Hello các bạn, bữa hôm nay mình tới Day and Buster để chơi và ăn. Nhưng mà sau dịch Covid thì họ không có cho mình điểm nữa các bạn ơi. Hồi xưa mình vô đây mình ăn á, mình ăn 20 đồng nó sẽ cho mình 10 điểm để chơi game. Nhưng mà bữa hôm nay cái chỗ này nó không có cho điểm để chơi game nữa các bạn. Cho nên bữa nay vô đây chỉ ăn thôi, tại trong đây mình có điểm nữa. Nhưng đây. Bây giờ mình sẽ kêu một cái ly nước này, nó gọi là seasonal, có nghĩa là cái này chỉ là giới hạn thôi. Thì nó pha rượu Hennessy với lại cô nhắc với lại dâu tây các bạn, để coi uống nó ngon hay không chứ. Rồi mình có mua một cái gọi là natural của người Mễ nữa. Ok, bây giờ để coi có món gì ăn. Hồi xưa thì họ cho rất là nhiều thứ các bạn, bây giờ Covid cho nên họ không có cho nữa nha. Ở đây á, mình nạp thẻ thì nếu mà mình nạp 100 đô thì mình sẽ được 750 chip. Thì một cái game tầm là 4 chip các bạn. Có những cái game mắc tiền, chẳng hạn như là mấy cái game bắn súng á, thì 10 chip. Thì mình nạp 100 đô mình được 750 chip thì chơi cũng khá là lâu ha. Nếu mà các bạn nào mình nạp càng nhiều tiền á, thì họ cho các bạn càng nhiều chip. Đó, giống như các bạn nạp 12 đô thì được 60 chip, 12 đô la thì được 60 chip, thì các bạn sẽ chơi tầm được 6 game. Chẳng hạn những như chơi những cái game lớn thì mắc tiền hơn chút xíu, chơi những cái game nhỏ thì nó rẻ tiền hơn chút xíu các bạn ha. Bây giờ là thời buổi công nghệ cho nên khi mà các bạn vô đây mua đồ ăn á, các bạn scan cái điện thoại của các bạn vô đây, nó sẽ có một cái app này nè đó. Các bạn scan vô đây thì nó sẽ ra cái menu cho các bạn. Vô đây thì mình vừa ăn, mình vừa chơi game, mình vừa coi football luôn các bạn ha. Ok. Ok các bạn ơi, nước nó ra rồi, đây là Hennessy với lại cô nhắc với lại con vợ mình thì uống cái này. Ok các bạn ơi, đây là ly Hennessy cô nhắc và dâu tây nó trộn chung với nhau. Quá ngon. Uống vô không thấy mùi gì hết. Để mình quậy nó lên coi. Quá đã trời ơi. Thì ra mình phải quậy nó lên mới ngon các bạn. Ở đây nó dùng cái màn hình bự quá trời. Rồi đây coi game đã luôn. Cái màn hình nó bự ghê luôn. Bữa hôm nay mình đi vào cái dịp cuối tuần á, cho nên nó hơi đông khách các bạn, cho nên đồ ăn của nó gọi là bị hết. Tại vì bây giờ là sắp cuối ngày rồi, cho nên đồ ăn của nó là không kịp. Cho nên có mấy món mình kêu á, nó không có các bạn ha. Còn mình thì uống rượu Hennessy pha với dâu tây, còn vợ mình uống dâu tây. Dâu tây ở dưới nó có dập dâu tươi vô. Cạn ly. Thì ra rượu Hennessy mà để pha với dâu tây uống cũng ngon các bạn.
Rượu Hennessy, cô nhắc với lại dâu tây. Quá ngọt. Quá ngọt. Ok các bạn ơi, cái món chính đã ra rồi, nachos, nachos. Khai vị nachos, nachos các bạn ơi, nachos. Đây là món ăn khai vị của người Mỹ, bánh bánh nachos, nachos. Cái bánh này nó có, nó người ta có cái chi lên nè. Thịt gà, thịt chua. Ăn cũng rất là ngon. Rất là ngon các bạn. Lạ không, hai cái loại luôn rồi nha. Ở đây á, lâu lâu họ hay đổi món các bạn, như nè. Có thịt gà, có chi, có bơ. Quá ngon. Trời ơi, đồ ăn khai vị mà nó đầy vậy rồi. Đồ ăn dính ra no sao ăn. Trời, cái miếng này ngon quá không? Nhìn nè. Ở trong này có thịt, nó có thịt gà các bạn. Quá ngon. Ôi mừng. Cái chi của nó làm ngon quá, nó thơm mùi chi, nó chua chua, nó béo béo nè. Cạn ly nha các bạn. Trời ơi, thịt gà quá trời luôn. Mình vô nhà hàng Mỹ mình ăn mừng Mỹ không? Không thể đúng không? Rồi, một cái miếng này nữa. Quá ngon. Ok, bữa nay thì mình muốn ăn cái món kia nhưng mà nó hết rồi các bạn ơi, cho nên mình đành ăn cánh gà thôi. Cánh gà đây họ làm cũng khá là ngon luôn. Cái này gọi là Korean spicy. Nó có tiêu với lại mè đen trong đây nè. Đó, cái này ranch. Còn đây là salad của vợ mình. Vợ mình nó ăn đang ăn kiêng các bạn. Bữa nay mình vô đây mà mình đông quá các bạn, cho nên mình chiêu đại một món gì ăn để đi về tiếp. Bây giờ tối rồi. Mình thích ăn cánh gà trong đây nó làm nè. Cánh gà trong đây nó làm á, cái nước sốt nó rất là ngon. Ồ, đúng là không có cái nhà hàng nào nó giống cái nhà hàng nào các bạn. Được, cái nước sốt ngon. Cạn ly. Người Mỹ á, cuối tuần họ xuống đây nè, họ mua một miếng, một dĩa cánh gà gì ta, rồi họ ngồi họ coi game là nguyên một buổi tối luôn.
ngon quá các bạn ơi, quá ngon quá, khó hiểu luôn á. Cánh gà giòn, nước sốt ngon, thơm ngọt. Ăn gà là phải nút cái tay mới ngon. Ăn miếng đi. Ăn gà là các bạn phải chấm với cái nước sốt này mới ngon này nha. Ở đây nó có phai cho mình đó nè. Leo. À. Ừ, ngon. Vô đây ngồi nhâm nhi cái ly rượu Hennessy của mình. Bên Việt Nam thì mình uống Hennessy, mình uống sáp không bạn. Uống vậy mau xỉn lắm. Mình uống như vậy mình thưởng thức được cái rượu. Các bạn nếu mà các bạn thích á, các bạn làm thử đi. Bỏ một chút Hennessy vô đây, bỏ một chút rượu cô nhắc vô đây và sau đó các bạn bỏ dâu tây vô và pha ra. Nó sẽ ra một cái ly giống vậy. Đây mình đang miếng salad với con dạo rồi đây. Quá ngon. Các bạn mà qua Mỹ mà các bạn ăn cánh gà bằng đĩa là người Mỹ họ cười các bạn á. Họ nói các bạn là đồ nhà quê. Ở Mỹ ăn cánh gà là phải dùng tay. Ngon. Quá ngon. Mình vô để ăn á, xong rồi mình đi chơi game. Ở trong này nó có khá là nhiều game luôn các bạn. Cái chỗ này nó giống như là Thuận Kiều hồi xưa vậy đó. Các bạn vừa chơi game được, vừa ăn được, vừa uống được luôn, đúng không? Đó. Đó. Mình phải nói cái ly nước này nó quá là ngon luôn các bạn. Mình không dám uống hết. Tại vì mình ăn với gà mình uống. Thank you.
Ok các bạn ơi, như vậy là sau một ngày làm việc mệt mỏi tại tiệm nail thì mình bây giờ phải đi về rồi. Ăn uống no say, thơm rượu cũng đã uống hết rồi. Bây giờ đi về nhà nghỉ ngơi, ngày mai đi vỗ nail tiếp cùng Nhân Lì các bạn. Và những cái này mình ăn không hết thì mình đem về các bạn, ngày mai mình nướng là mình ăn ha, chứ mình không có bỏ các bạn. Bây giờ thời buổi kinh tế khó khăn nhá, lấy phai phai về ăn luôn coi. Chấm vô đây. Sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bây giờ thì mình đi ra khỏi cái chỗ Dan Buster các bạn ơi. Thank you. Dạo này cái chỗ này nó mướn bảo vệ đó bạn. Tại vì chỗ này dạo này chỗ đây hơi nguy hiểm. Bây giờ đi về các bạn ơi. Hôm nay trời khá là mát cho nên mình hay lấy xe mui trần mình đi. Ok, bây giờ đi làm nail về lấy xe mui trần ra dạo mát các bạn ơi. Quên chỉnh địa chỉ gì nhỉ? Chạy lên phía này. Ghế này không xa. Bây giờ đi tung tăng thôi các bạn ơi. Con nè con trái mình hái. Ôi cảnh đẹp quá, chạy xe mui trần mà ngắm mặt trời mọc. Mặt trời lạ. Mặt trời mọc.